Giá xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop guitar Nhật Hoàng Gia nha. Trên tay em đây là một cây đàn guitar classic. Nếu mà ai đã từng chơi guitar classic thì có thể đã nhìn thấy diện mạo của cây đàn này và có thể đoán được đây là cây đàn gì rồi. Thì để tránh mất thời gian của mọi người thì Gia xin phép được giới thiệu cây đàn này là một trong những cây đàn của Takamine, và đây là một trong những cây đàn series 5 rất là được ưa chuộng tại Việt Nam, một cây đàn Takamine No 5. Mời mọi người xem phần tem nha. Rồi đây là dòng tem No 5 được làm thủ công tại Gia Băng nha mọi người. Và để No 5 nha mọi người. Rồi Gia đã sẽ xem coi cái năm sản xuất. Cái năm sản xuất của cây đàn này là năm 1992 đó. Và phần phần tem còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, năm 1992 nó có một cái dấu mộc ở trên cái ở trong thùng mọi người. Đây nè mọi người, đó đây mọi người có thể thấy rõ luôn nè, có thể là nó bị ngược chữ một chút xíu nên ra chưa có chỉnh lại, mọi người thông cảm. Và cây này thì đặc biệt nó không có cái ti chỉnh cần nha mọi người. No 5 thì lúc trước ra có bán một cây có ti chỉnh cần, còn cây này thì không có ti đó. Rồi và đi vào chi tiết cây đàn này thì ra sẽ vừa quay và vừa mô tả chi tiết cây đàn này cho mọi người nha. Cây đàn này thì ra đánh giá thì cái phần mặt tốt nè, về tổng quan nhìn rất là đẹp và sạch sẽ. Màu sắc thì nó cũng đã xỉn màu rồi. Chúng ta dùng từ xỉn màu ha. Thì cái màu của gỗ của cây đàn á, ban đầu á thì nó sẽ sáng màu. Thì trong quá trình sử dụng qua thời gian thì cái yếu tố ngoại quan như ánh sáng nè, nhiệt độ nó sẽ làm biến sắc. Cái mặt tớp này nó sẽ trở thành nó sậm hơn, nó đậm màu hơn tí. Rồi cây đàn này thì phần mặt tớp có bị chày nho nhỏ thôi, tâm nhang thôi mọi người. Đó, chày cấn nhỏ nhỏ thôi, không có quá đáng. Đó, không có quá xấu, mọi người cũng có, nhưng mà nó ở mức độ và chấp nhận được ít. Đó, rồi. Rồi mọi người có thể tua chậm lại để mọi người xem từng từng kỹ nha mọi người ha. Tại thì em quay video thì em không có chậm như được, em quay hơi nhanh một xíu mọi người thông cảm. Nếu mà mọi người muốn xem kỹ hơn thì mọi người bấm trong cái phần YouTube đó, nó có cái phần tua chậm lại á, thì mọi người tốc độ chậm lại, phát chậm lại, mọi người coi chậm nó sẽ rõ hơn ha. Rồi ngựa zin nguyên bản chưa qua dán lại nha mọi người. Đó, và mọi người trước khi mọi người nhìn thấy cái đàn á thì mọi người thấy là cái action của hiện tại của cái đàn nó rất là hấp nè. Đó, cái action hiện tại nó rất là hấp nha. Đó, rất là hấp, và phần lược này vẫn còn khá là cao, thì chúng ta cái biên độ chúng ta nâng hạ action của chúng ta nó rất là thoải mái nha mọi người. Rồi lưng hông, phần hông, rồi phần lưng, phần hông bên đây, phần mông nè. Đó, ta sẽ quay hết cho mọi người xem tổng quát ha. Rồi phần hông và phần lưng thì ra đánh giá là đẹp, không có chày cấn gì hết. Tuy nhiên thì ở phần lưng này nó sẽ có chày xước lông mèo nhỏ nhỏ nha mọi người. Đó, nó có chày xước lông mèo nhỏ nhỏ nha. Đó, chứ nó không phải không có chày đâu, nó sẽ có chày về phần ở ngoài cái lớp xương bóng thôi, nó không có ảnh hưởng gì tới gỗ cả, nó cũng có chày xương xương thôi nha mọi người. Về giá thị trường của Takamine No 5 á, nếu mà đàn đẹp á, thì nó sẽ không bao giờ dưới 10 triệu hết nha mọi người. Nó sẽ không bao giờ dưới 10 triệu hết, rất là danh giá, rất là giữ giá luôn. Đó, bởi vì cái âm thanh của nó hay mọi người. Đó, rồi gót cần là zin nguyên bản nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, cần đàn thẳng đẹp nha. Đó, cái độ bóng của nước sơn nó vẫn còn. Đó, bóng bẩy, độ bóng bẩy nó vẫn còn. Rồi, rồi phần bộ khóa. Rồi đây, đây là bộ khóa series 5. Thì mọi người có thể thấy được là đây là cái bộ khóa, nó không phải là cái móc khóa, nó không phải nó ngoéo mọi người, và nó đúc luôn. Đó, cái khóa này đúc luôn nè mọi người, cái chốt khóa này đúc luôn. Thì đây là một cái bộ khóa cao cấp nha mọi người. Đây, bộ khóa cao cấp ha. Đó, đầu cần rất đẹp. Đó, bộ khóa vẫn còn, cái màu sắc của bộ khóa vẫn còn rất là đẹp mọi người, rất là bóng bẩy, rất là keng. Phần phím là đen mung luôn, phần phím thì ra đã vệ sinh rồi, đen mung luôn mọi người, phím thép và phím gỗ còn rất là đẹp. Đó, thì đương nhiên cây đàn này là sẽ là top solid và cấu hình là lưng hông là smooth rồi mọi người, và phím là ebony. Đó, rất là xịn luôn, một cái cấu hình rất là tuyệt vời. Và âm sắc của cái cây đàn Takamine No 5 á, thì có nhiều người đánh giá cái âm sắc nó long lanh, nó rõ nốt, nó rất là rõ ràng từng nốt một, và tiếng của nó nghe nó nảy
và rất là dịu đó, nghe nó long lanh và nghe cái chất âm của Takamine nó khá là hiện đại nha mọi người. Chất âm ra đánh giá là chất âm của Takamine thì nó khá là hiện đại. Rồi về giá bán thì ra sẽ báo giá cái đàn này nha mọi người, và ra nghĩ cái giá này là một trong những giá rất là tốt để cho mọi người sở hữu một cây guitar classic đến từ thương hiệu Takamine, một cây Takamine series 5. Giá là 8 triệu kèm theo hộp nha mọi người, giá là 8 triệu kèm theo hộp, và giá nó có ghi ở trên đây nè mọi người. Đâu rồi, đây 8 triệu kèm theo hộp, có ghi giá trên đây nha. Đó, và những cái vết này là bên ra sẽ xóa được nha mọi người yên tâm. Giá là 8 triệu kèm hộp, nếu mà ai không lấy hộp thì 7 triệu rưỡi nha mọi người. Rồi, quá là hợp lý cho một cây đàn danh giá Takamine No 5. Rồi sau đây thì ra sẽ mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn này. Và cái điều mà ra muốn chia sẻ với mọi người đó, đó là ra chỉ test để cho mọi người nghe về cái chất âm của cây đàn thôi, chứ ra không có biểu diễn, ra không có trình diễn và ra chơi không có được. Thế nên mọi người hết sức thông cảm cho ra về vấn đề này. Có thể là mọi người sẽ nghe hay hơn ở ngoài nha, tại vì ra quay bằng điện thoại và không có hiệu chỉnh bất kỳ về effect âm thanh gì cả. Thế nên mọi người có thể nghe ở trong đây hay thì ở ngoài nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và sau đây thì mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn này.